Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được giới thiệu và kính mời bà Ngô Thị Lụa, đại diện cho câu lạc bộ tuổi trẻ và gái dâu họ Ngô huyện Kiến Thụy lên phát biểu cảm tưởng về việc hội tụ kết nối dòng họ, làm tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống họ tộc và đẩy mạnh việc khuyến học khuyến tài cho bà con trong họ, xây dựng dòng họ ngày càng phát triển vững mạnh. Xin rộng kính mời bà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị họ Ngô nói chung và họ Ngô huyện Kiến Thụy nói riêng. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa hội nghị, hôm nay nhân ngày giỗ cụ Ngô Thái Cẩn và cũng là ngày gặp mặt đầu xuân và là ngày khánh thành thư phòng của cụ Ngô Thái Cẩn, tôi xin thay mặt cho chị em trong câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô và gái dâu họ Ngô xin có một vài tham luận như sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, qua tìm hiểu thì tôi được biết là cụ Ngô Thái Cẩn của họ Ngô ta là người con Xuân La, chính là làng này ạ. Bố chết sớm phải đi nuôi mẹ già, khi mẹ mất không có tiền làm ma phải cầm cố đất ở, do không biết chữ phải nhờ nho sinh viết văn tự, bị cai dị chức điền địa của làng miệt thị không cho kế ước. Ông về làm ma cho mẹ xong bỏ làng đi biệt xứ. Mấy năm sau triều đình tổng kết khoa thi văn sắc về làng và có ông Ngô Thái Cẩn đỗ đệ nhị tiến sĩ phong vào hoàng giáp, cho làng nghênh đón. Tiên chỉ và cai dịch của làng không tin nên không đón rước. Ông về đến núi Trà Phương nhận đất vua phong, chiêu dân lập làng Hương La, nay được gọi là làng Cẩm La của xã Thanh Sơn. Và người dân Cẩm La lập ông là thành hoàng và cúng dỗ ông vào ngày 6 tháng 2 âm lịch hàng năm. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý cô bác, trong thời đại phong kiến Việt Nam, rất nhiều người đã nêu gương truyền thống hiếu học, đỗ đạt thành tài, lưu danh khoa bảng. Cụ Ngô Thái Cẩn là một trong số nhiều con cháu của họ Ngô đỗ khoa bảng. Cụ cũng là một trong 14 tiến sĩ và tiền nhân đã tôn vinh ở văn miếu Xuân La. Đây là một văn miếu duy nhất của Hải Phòng, có từ khoảng thế kỷ 16-17, giữ vị trí như một trường thi của nhà Mạc. Và cụ Ngô Thái Cẩn cũng chính là tấm gương sáng về lòng hiếu học để con cháu họ Ngô noi theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng họ Ngô Kiến Thụy, chúng tôi thấy việc họ giờ đây không phải là của các trai họ Ngô nữa, mà chúng ta cần phải có sự chung tay của trai, gái, dâu họ Ngô thì việc họ sẽ hiệu quả và thành công hơn rất nhiều ạ. Ngày xưa việc họ chỉ có các bậc tiền bối, ngày nay việc họ nên có sự chung tay giúp sức của gái, dâu, của tuổi trẻ họ Ngô thì tôi tin rằng việc họ sẽ rất phát triển và phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi một cây làm chẳng nên non, ba cây chủ nại nên hòn núi cao. Vâng, câu lạc bộ tuổi trẻ và câu lạc bộ gái dâu họ Ngô huyện Kiến Thụy tuy còn non trẻ, với những bước đi đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Hội đồng họ Ngô Kiến Thụy, câu lạc bộ đã quyết tâm giữ vững những quy chế của câu lạc bộ, đã kết hợp chặt chẽ để kết nối, đã hội tụ những người trẻ tuổi là con trai, con gái, con dâu họ Ngô có tâm, có tầm, có điều kiện để tham gia làm việc họ. Nhớ về nguồn cội, về tổ tiên của mình, vì cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Hai câu lạc bộ đã phối kết hợp cùng nhau làm kinh tế, có tài chính mới có thể làm tốt việc họ, vì có thực mới vực được đạo. Chia sẻ cho nhau cách nuôi dạy con cái, thăm hỏi động viên kịp thời các thành viên ốm đau, thăm viếng động viên những gia đình có người thân qua đời.
cùng giúp nhau để phát huy về mọi lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong xã hội. Tham gia vào các sự kiện của dòng họ, đẩy mạnh việc vận động, kết nối phát triển hội viên mới. Và qua đây, rất mong luôn có sự góp sức của các mẹ, các chị, các con, các cháu để họ cô ta bước đi những bước vững chắc hơn. Về vấn đề khuyến học, khuyến tài, dòng họ Ngô cũng như dòng họ khác trong huyện là một dòng họ có truyền thống hiếu học từ ngàn xưa. Cha ông tiên tổ của dòng họ đã dăn dạy con cháu phải cố gắng học tập để trở thành những công dân tốt. Thực hiện chủ trương về công tác khuyến học, khuyến tài của Đảng và Nhà nước, của Hội Khuyến học Việt Nam trong các ngành, các chi đã hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau và đã có nhiều kết quả đáng kể. Như chúng ta vừa nghe bản tổng kết của Chủ tịch Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy, bác Ngô Đăng Hải. Trong từng chi họ có sự quan tâm, chăm lo tốt việc học của con em mình, khen thưởng động viên kịp thời với phương châm con hơn cha là nhà có phúc. Công tác tổ chức xây dựng quỹ khuyến học dựa trên hai nguồn. Một là sự đóng góp của các thành viên trong họ. Hai là sự hảo tâm công đức. Việc đầu tư chăm lo cho việc học là niềm vinh hạnh và trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi chi họ, mỗi chi tộc. Sau đây là phương hướng về công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ Ngô huyện Kiến Thụy. Tiếp tục phát huy công tác khuyến học, khuyến tài của họ Ngô Kiến Thụy ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tăng cường số lượng, chất lượng các gương sáng hiếu học hơn nữa, tổ chức gây quỹ, tổ chức khen thưởng và cho các cháu nhớ về nguồn cội. Ví dụ như là tổ chức cho các cháu thăm văn miếu, tham quan khu di tích lịch sử Nguyễn Bình Khiêm và để động viên các cháu, giáo dục các cháu luôn biết ơn tổ tiên nguồn cội, giáo dục cho các cháu sống có đạo đức, luôn có lòng biết ơn, tình yêu thương, sự khiêm nhường, bởi lúa càng chín càng cúi đầu, người càng chín chắn càng khiêm hạ, để thơm mãi muôn đời sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, trên đây là một số tham luận về việc hội tụ kết nối dòng họ. Mọi người đều chung tay cho việc họ và những định hướng về đẩy mạnh việc khuyến học, khuyến tài trong dòng họ. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu tham luận của bà Ngô Thị Lụa, đại diện cho câu lạc bộ tuổi trẻ và gái Dung Ngô huyện Kiến Thụy.